Ngành sữa vẫn còn nhiều dư địa và cơ hội để phát triển khi mức tiêu thụ sữa tính theo đầu người tại Việt Nam vẫn còn thấp. Trên cơ sở này, thì các doanh nghiệp lớn đã và đang hướng chuỗi sản xuất đến các tiêu chuẩn cao nhất. Bên cạnh hệ thống trang trại, đồng cỏ, thì việc gia tăng dây chuyền chế biến đạt tiêu chuẩn quốc tế đang giúp ngành sữa Việt Nam có thêm nhiều sản phẩm chất lượng, chủ động hội nhập với khu vực và thế giới. Đây là một trong những siêu nhà máy sữa bột sở hữu hai tháp sấy công suất lên tới 48.000 tấn một năm. Dây chuyền công nghệ khép kín được thiết kế bởi tập đoàn GEA của Đức, tự động hóa từ khâu chế biến đến đóng gói, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Tất cả mọi thông số vận hành được kiểm soát chặt chẽ thông qua cái hệ thống điều khiển SCADA và các màn hình HMI, đảm bảo chất lượng sản phẩm trên tất cả mọi công đoạn sản xuất, đạt được luôn đảm bảo an toàn thực phẩm và đạt các tiêu chuẩn khắt khe nhất đối với dòng sản phẩm dành cho trẻ em. Optimum Gold là sự kết hợp giữa công nghệ cao và các dưỡng chất nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu. Hệ dưỡng chất Optimic là một sự kết hợp tối ưu tạo nền tảng dinh dưỡng giúp trẻ phát triển toàn diện với chất xơ hòa tan, hệ lợi khuẩn hỗ trợ tiêu hóa khỏe và tăng sức đề kháng, DHA tự tạo cùng các vitamin và khoáng chất khác giúp hỗ trợ phát triển não bộ, cân nặng và chiều cao ở trẻ. Cùng với sự tăng mạnh đàn bò sữa, việc doanh nghiệp chú trọng đầu tư công nghệ chế biến sẽ góp phần thực hiện mục tiêu đạt 1,4 tỷ lít, đáp ứng 40% nhu cầu tiêu thụ sữa, cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu sữa vào năm 2025.